Hello, chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã trở lại kênh. Thân chúc các bạn một năm mới an lành, vui khỏe, vạn sự như ý và gặp nhiều thắng lợi và thành công trong cuộc sống. Hôm nay tụi mình đi chợ hơi chiều một chút xíu, nhưng tại mùa đông thì nó mau tối. Toronto mình thì bây giờ nó đang có tuyết mà ít ít thôi chứ không có nhiều. Vậy mà các bạn đi chợ cùng mình nhé. Hôm nay thì mình vẫn đi cái chợ bình thường mình hay đi là chợ Nation Fast Food. Thì trong chợ này cũng như nó không có bán đồ Tết nhiều, cũng như không có hoa cúc rồi nhiều như ở Việt Nam đâu. Nó chỉ bán thêm những cái cây để trưng vậy thôi. Bánh mứt á, thì đồ của Việt Nam thì cũng nhiều lắm. Mấy cái này là đồ Việt Nam không á. Nhưng mà thật ra mình chưa có mua, mình cũng không biết có nên mua không nữa. Chắc để gần gần đó mình mới mua. Tại anyway mình cũng phải mua để cúng chứ. Biết là đồ mấy cái này của Việt Nam không? Đầy chữ Việt Nam không? Nhưng mà mình nghĩ là năm nay còn có đó nha. Năm ngoái hình như hoàn toàn mình không thấy, lác đác lắm, không có nhiều. Năm nay là vậy là mình thấy rồi nhiều. Tương đối thì mình thấy cái chợ này nó cũng sạch sẽ, chứ nó không có nhiều chợ á, nó nhỏ mà vô mình nghe mùi không có fresh. Còn vô chợ này thì mình thấy tại nó cao ráo á, mình thấy mình thích cái chợ này. Mình thấy đồ ở đây nó tươi lắm. Này là những cái rau thơm nữa. Mình lấy một cái rau quế này về nhà để mình ăn gỏi. Cầu có hai loại mắng cầu với trái na. Cái này là bưởi da xanh của Việt Nam mình luôn nè. $7 một trái đó, $6.99. Hôm nay thịt là ba chỉ này nó đang sale. Giá rẻ đó. Nhưng mà tại vì em biết đó nó đề kia, nó có đề kia. Em biết em mua thịt cũng còn không còn bao lâu thôi, nửa Tết thì theo mình mua sẵn luôn để Tết mình gói bánh chưng bánh tét thì mình gói. Bây giờ mình mua xong rồi đó, bây giờ mình đi ra mình sắp hàng đi về nè. Ra máy bay với
Anh Giao tính tiền. Anh Giao có mua thùng mì này đó. Tại sao xong thay tối tối đói bụng thì có mì ăn. Nhà sạch bách. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chúc các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin đừng quên đăng ký kênh, bấm like và share và cùng đồng hành với mình trong những video kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.